thanh lý hai cái máy rửa xe nha anh em, hàng còn đủ đồ. Hôm lít rửa xe điện 220 1.004W. Con này thì xịt rất là mạnh. Con Ryobi tiếp theo là 1.800W cũng xịt rất là mạnh luôn. Là có cả chổi chà cho anh em luôn, là máy cuốn dây hai đầu bét kèm chổi chà. Thanh lý hai cái 2.500.000. Homelit và Ryobi nhé, 2.500.000 hai cái. Anh em cần thì liên hệ. Giá này là còn rẻ hơn giá sỉ nữa nha anh em. Cho nên là anh em nào mua về bán lại cũng được, cũng như là anh em nào mà mua xài thì anh em có thể mua hai hoặc chia cho anh em nào cái nữa. Đó, anh em cần thì liên hệ. Hai cái 2.500.000. Máy này là có cả chuỗi trà luôn. Hiện tại giá thị trường tầm 1.800.000. Máy này thì hiện tại giá thị trường tầm 1.300.000. Đó là 3.100.000. Em thanh lý hai cái 2.500.000. Anh em cần thì liên hệ nhé. Rửa xe Ryobi và rửa xe Homelit.